công cụ cuối cùng hay là nhóm công cụ cuối cùng mà chúng ta giới thiệu là hai công cụ MajorOne và Quick Selection. Trong đó thì chúng ta có một công cụ thuộc dạng cổ điển là công cụ MajorOne, thế còn là công cụ Quick Selection là một công cụ tương đối trẻ, nó mới chỉ xuất hiện ở phiên bản Photoshop CS2 thì nó mới bắt đầu xuất hiện, còn trước đó là không có công cụ này. Hai thằng này nằm cùng nhóm với nhau vì là cái cách thức làm việc của nó cũng có cái điểm tương đồng. Nó không vẽ ra hình hình học cụ thể, nó cũng không vẽ ra một cái hình kỷ hà giống như Lasso để mà tạo ra vùng chọn, mà nó sẽ dựa trên sự giống nhau giữa các pixel để tạo ra vùng chọn, tức là lấy theo cái giá trị màu. Chúng ta sẽ giới thiệu về công cụ MajorOne trước. Để thực hiện cái thao tác chọn bằng MajorOne thì chúng ta sẽ chọn công cụ, sau đó thì chúng ta sẽ kích chuột vào một cái điểm nào đó. Thao tác này thì chúng ta cần hiểu như sau: khi tôi kích chuột vào một điểm thì nó sẽ đo ngay lập tức giá trị màu tại cái điểm đó. Sau khi nó xác định được giá trị màu rồi thì nó sẽ tiếp tục tìm ra bốn phía xung quanh, xem có cái giá trị màu tại pixel nào giống với lại pixel mẫu thì nó sẽ kết nạp pixel đó vào trong cái vùng chọn của mình. Tuy nhiên là chúng ta cũng có một cái tham số để xác định, để điều chỉnh cái giá trị này, đó là cái giá trị tolerance. Giá trị tolerance thì nó nằm ở trên thay option khi mà chúng ta kích hoạt vào cái công cụ MajorOne này lên. Và về mặt lý thuyết thì các bạn có thể hiểu rằng đây là một cái ngưỡng mà người ta sẽ cho phép là cái mẫu và cái mà sẽ lấy nó khác nhau như thế nào. Ví dụ như là cái giá trị của cái mẫu là A đó, thì nó sẽ chấp nhận là trừ và cộng bao nhiêu đó. Tức là chúng ta hình dung là có thể sáng hơn mẫu bao nhiêu và tối hơn mẫu bao nhiêu thì nó có thể chấp nhận rằng là giống nhau. Đấy. Thế thì cái tham số này nó sẽ dao động từ 1 cho tới 100. Bây giờ tôi cho là 1 này, tôi để là 1 này và tôi kích chuột vào một ô. Bạn sẽ thấy rằng là cái vùng chọn này nó rất là bé. Nó chỉ có độ khoảng 8 pixel thôi. Lý do vì đơn giản là nó chỉ thấy có những pixel này là giống hoàn toàn. Tại sao nó lại giống hoàn toàn? Vì tolerance tôi để là chỉ có 1 thôi. Có nghĩa là nó chỉ cho phép là tối hơn 1 độ, sáng hơn 1 độ so với cái pixel mẫu. Gần như là chúng ta có thể hiểu rằng là đây là một sự giống nhau hoàn toàn luôn. Đấy. Thế nếu mà tôi tăng nó lên 10, ví dụ vậy, tôi cũng vẫn kích chuột vào cái khu vực này. Vẫn kích chuột vào cái quãng khu vực đó. Thì bây giờ các bạn nhìn thấy là cái vùng chọn nó lớn hơn tương đối nhiều. Đó. Nếu bây giờ tôi tăng lên 20, cũng vẫn quãng đó tôi kích, thì bây giờ lại lớn hơn nữa. Lên 30 thì lại lớn hơn nữa. Có nghĩa là cái giá trị tolerance càng lớn thì nó lại càng chấp nhận sai số cao hơn. Nếu bây giờ tôi tăng lên hẳn 100 thì xem nó ra cái gì nhé. Đấy, gần như là nó sẽ lấy được toàn bộ cái quả dưa này. Thế thì ở đây chúng ta sẽ thấy là trên tổng thể quả dưa là sắc vàng, nhưng mà rõ ràng sắc vàng có chỗ sáng, có chỗ tối, có chỗ ngả lạnh, có chỗ ngả nóng, đúng không? Thế thì khi mà chúng ta chấp nhận những cái giá trị tolerance lớn hơn thì miễn là có cái màu vàng gốc đấy, thế còn nó có thể sáng hơn một chút, tối hơn một chút, ngả xanh một chút, ngả đỏ một chút, ngả nóng một chút, ngả lạnh một chút, nó vẫn coi như là nằm trong cái nhóm chấp nhận được, và nó sẽ kết nạp vào thành một cái vùng chọn. Cứ diễn tả như thế này, ví dụ như là tolerance bằng 1 chẳng hạn, thì lúc đấy là hội này là chỉ có những cái anh chị em ruột thôi thì mới cho vào hội, tại vì rất giống nhau đó. Thế còn nếu mà mình đăng lên 10 chẳng hạn thì bắt đầu là anh em họ đấy, con chú con bác đúng không? Thế còn tăng lên đến 30-40 lúc ấy nó lại thành ra là theo kiểu gọi chi trên chi dưới, tăng lên nữa thì là làng trên xóm dưới, tăng nữa thì bắt đầu là
cùng quận cùng huyện tăng lên 100 thì cuối cùng là nó đại loại là giống theo kiểu là toàn là người Việt Nam, ví dụ như thế. Tức là cái sự khác biệt nó cho phép mở rộng dần ra đấy, nhưng mà nó vẫn có một cái tham số nào đó là giống nhau. Trong tham số này, ở đây trong trường hợp cụ thể này là các pixel đó phải chứa màu vàng đấy, thì nó mới cho vào nhóm. Thế thì đấy là cái cách để mà chúng ta có thể là tạo ra các vùng chọn bằng Visual One, và nó sẽ chọn theo giá trị màu. Đây là một cách chọn cũng rất là hay, tại vì là dựa trên màu ấy, thì chúng ta có thể là bắt được một cái hình nào đó của đối tượng. Tuy nhiên là mọi người sẽ lại có một cái thắc mắc nữa. Nếu mà lấy theo màu thì tại sao nó lại chỉ lấy ở trong quả dưa này thôi mà nó lại không lấy sang các chỗ khác? Rõ ràng nếu mà nói là màu vàng thì đây có màu vàng này, đây màu vàng này, đây màu vàng này, đây cũng có màu vàng này, mà kể cả trong cái lát kiwi này cũng có rất nhiều sắc vàng. Vậy thì tại sao nó chỉ lấy ở quả dưa? Thì về mặt bản chất thì chúng ta lại thấy rằng là chúng ta chọn để làm gì? Đấy. Chọn theo màu chỉ là một phương pháp, nhưng nếu mà nói sâu xa về mặt bản chất, đó là tôi muốn bao xung quanh một đối tượng nào đó để tôi chọn nó, để tôi lấy nó. Và do đó thì tôi không cần phải lấy rộng ra nhiều đối tượng làm gì, mà một đối tượng nó sẽ được phân biệt với các đối tượng khác khi mà vây xung quanh nó là một màu khác, có nghĩa là chuyển sang một cái nền khác hoặc chuyển sang một đối tượng khác rồi. Cho nên là nó sẽ dừng khi mà nó tìm thấy một cái biên mà chặn ngang cái đường tìm tòi của nó, thì nó hiểu rằng đến đây là đến cạnh rồi thì thôi, nó không lấy rộng ra nữa. Tất nhiên là chúng ta có thể hủy bỏ cái này, bỏ cái chế độ contiguous này đi, thì khi mà tôi bấm một cái nó sẽ lấy tất cả những cái chỗ nào mà có giá trị màu vàng mà nó tìm thấy ở trong bức ảnh. Nhưng mà như thế này để làm gì? Tại vì tôi không cần một đống hổ lốn thế này, tôi cần là cụ thể là một quả dưa, một cái nui hay là một miếng thịt, chứ tôi không cần cả đống vàng mà không biết là để làm gì như thế này đó. Do đó thì chúng ta nên tôn trọng cái tùy chọn gốc như thế này, là để ở chế độ contiguous này tương tác nó đi, trừ phi các bạn có một cái dự kiến khác, có một cái chương trình khác đó. Còn nếu không thì nên bật gốc cái này lên, để cho đến lúc nào mà nó gặp phải cái biên rồi là thôi, nó biết dừng lại và để cho chúng ta chỉ lấy cái đối tượng này thôi, chứ không lấy rộng ra nữa. Thế đấy là cách làm việc bằng Measure One. Tất nhiên là nếu như mà có chỗ nào mà bị quá đi, ví dụ đây, đúng không? Bị quá đi, tôi có thể nhấn Alt, tôi trừ bớt đi, đúng không? Thế mà nếu mà tôi muốn trừ bớt đi cái nào thì tôi nhấn Alt, tôi muốn cộng thêm cái nào thì tôi nhấn Shift. Đây, ví dụ như là tôi lấy cái quả lê này nhé. Đây, lấy được phần này, Shift mở rộng ra này, kích cho tới khi nào mà lấy hết được thì thôi. Đấy, ví dụ như thế, đây là giữ Shift để mở rộng, đúng không? Chỗ nào mà quá ra thì tôi nhấn Alt, tôi trừ bớt đi. Thì quy tắc đấy nó cũng vẫn có vẻ giống giống như là những gì mà chúng ta đã trao đổi với nhau ở các cái công cụ trước đó. Tiếp theo thì chúng ta sẽ giới thiệu về một cái công cụ mới là công cụ Quick Selection. Phím tắt của hai thằng này đều là W, rất là dễ chọn. Quick Selection thì về mặt bản chất thì nó cũng vẫn là đo theo giá trị màu thôi. Nhưng mà thay vì là đo theo một giá trị màu được chỉ định giống như là cái Measure One, thì nó sẽ lại đo theo một cái giá trị màu trung bình cộng. Đấy. Ví dụ như là Measure One, tôi kích vào màu trắng thì nó sẽ lấy màu trắng làm chủ đạo, và nó sẽ tìm tất cả những cái giá trị xung quanh ngưỡng màu trắng đó. Nó sẽ không lấy sang giá trị màu xanh hay màu đỏ. Đấy. Thế nhưng mà với cái thằng Quick Selection thì nó lại tính theo một cái phương pháp khác. Nó tính theo cái cách là trung bình cộng. Đấy, ví dụ tôi bấm ra đây, bạn sẽ thấy nó chọn một cái vùng là chỉ có màu trắng, đúng không? Tôi bấm vào đây thì nó sẽ chỉ lấy cái vùng gì đấy, trung bình cộng của màu xanh. Đấy. Như vậy là cùng một lúc vừa có trắng vừa có xanh, như thế có nghĩa là nó không phải là nó chơi với chỉ một màu duy nhất giống như là Measure One. Đấy. Quan sát cái cách làm nhé. Đây, tôi bấm vào đây.
đây là một cái đoạn nhỏ nhỏ là màu xanh thôi, nhưng tôi chỉ cần di một chút là nó sẽ xác định được tổng quan cái chỗ nào mà có các giá trị màu xanh xung quanh đấy, nó sẽ tự động trùng bình cộng, nó mở rộng ra và nó lấy hết cái vùng này. Ở đây là xanh, ở đây là đỏ, ở đây là cái lạt tím tím. Nhưng nếu như mà tôi di chuột ở đây để tôi lấy cái phần của cái đỏ này thì nó tính là trung bình cộng của đỏ này, trung bình cộng của xanh này, thì cái chỗ lạt tím này nó cũng nằm ở trong ngưỡng gọi là trung bình cộng đấy, lập tức nó sẽ kết lạc nốt cả cái đoạn này vào đây thôi. Còn xung quanh là vây quanh bởi một màu trắng thì nó xác định đấy là cái màu khác ngoại đạo, nó không lấy ra. Thì mỗi một công cụ thì nó đều có những cái điểm mạnh, điểm yếu riêng. Cái điều quan trọng nhất là chúng ta biết vận dụng cái mạnh nhất của nó đấy vào trong trường hợp phù hợp. Thế và chúng ta kết hợp những cái thế mạnh của từng công cụ khác nhau để nâng cái thao tác lên ở một cấp khác. Tôi lấy ví dụ như là để mà chọn cái quả dưa này chẳng hạn, chúng ta có mấy cách chọn nào, có những công cụ nào là công cụ tốt nào. Ví dụ như lúc nãy thì chúng ta thấy là công cụ tốt nhất là công cụ gì đấy ạ? Magnetic Lasso, đúng không? Nó chỉ cần là nhấp một điểm, sau đó thì chúng ta di một cách tương đối chính xác là nó tự bắt hết, và một xíu là chúng ta đã vẽ được cái vùng chọn bao xung quanh quả dưa, đúng không? Rất là trơn tru, rất là nhanh. Tuy nhiên một số công cụ khác cũng làm được việc này. Magic Wand thì chưa phải công cụ tốt nhất, mà nó sẽ là cái Quick Selection này. Đây, tôi chỉ di khẽ một tí, nó tính trung bình cộng một cái là lập tức nó sẽ khoanh ra được ngay ở cái vùng nào là ổn thỏa, và nó sẽ lấy toàn bộ cái phần màu vàng trong quả dưa ngay. Đấy, cực nhanh luôn, còn nhanh hơn cả thằng Magnetic Lasso. Nhưng ngược lại, có một số công cụ khác mà chúng ta có thể kết hợp, mặc dù nó có vẻ không tiện lắm như thế, nhưng mà nếu biết kết hợp thì chúng ta cũng có thể làm rất là nhanh. Ví dụ như tôi sử dụng Maki đi. Maki tôi sẽ vẽ rộng nhanh một cái vùng này, tôi muốn lấy quả dưa, nhưng mà trong trường hợp như thế này là lấy dưa nó sẽ thừa ra cả những vùng nền trắng nữa, nhưng tôi kết hợp nó với Magic Wand chẳng hạn. Tôi lại bấm vào Magic Wand vào cái phần màu trắng này thì nó sẽ chọn toàn bộ cái phần màu trắng đang được giới hạn bởi cái đường chọn này đó. Nhưng trong lúc đó thì tôi sẽ kết hợp thêm cả với phím An. Vùng chọn mới tạo ra thì nó sẽ giao cắt vùng chọn cũ đâu thì nó sẽ trừ đi ở đó, ví dụ như này, thì tôi cũng có thể lấy được. Như vậy là hai công cụ không được mạnh lắm, nhưng mà nếu biết kết hợp sức mạnh của nó với nhau, một cái thì chọn nhanh, còn một cái thì trừ nhanh, thì chúng ta lại có thể là chọn được quả dưa này tương đối là nhanh. Đấy. Tất nhiên là không nhanh được bằng so với thằng Quick Selection rồi, và cũng có, nhưng mà có thể là nó cũng nhanh không kém so với cái phương pháp mà dùng Magnetic Lasso đó, và cũng rất chính xác đấy chứ. Thế thì cái việc của chúng ta là bây giờ sẽ làm gì đây? Làm quen với tất cả các công cụ này, với tất cả các option của nó. Sau đó thì nhiệm vụ của chúng ta là lấy tất cả các chi tiết ở cái ảnh phía bên phải. Sau đó thì chúng ta sẽ sắp xếp lại cho thành một sản phẩm giống như cái ảnh bên trái. Đấy, thế thì bây giờ tôi sẽ demo cái thao tác làm như thế.